Vương Thiên Xuyên Việt đến tu tiên giới, trói định tạo hóa hệ thống, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là có thể chuyển hóa thành bổn nguyên lực lượng, tăng lên tu vi, sửa chữa, biên tập pháp tắc, sáng tạo thế giới. Vì cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, Vương Thiên quyết định chế tạo một trò chơi thực tế ảo 100% độ chân thật, triệu hoán nhân loại lam tinh làm thiên tai bất tử thứ tư, trợ giúp mình công thành đoạt đất. Người chơi tấn công quá yếu, một đao 999 rất hợp lý đi. Năng lực chạy trốn yếu. Cho một cái thoáng hiện, thuấn di rất hợp lý đi. Công pháp, chiến kỹ, pháp thuật tu luyện quá khó. Đến một quyển sách kỹ năng, một chút sẽ biết. Luyện khí, luyện đan quá khó. Nạp mốt tương ứng, cho ngươi nhảy lên trở thành đan khí đại sư. NPC đem đồ tốt đều thu vào trong nhẫn trữ vật. Cho một tên trộm cũng không quá đáng chứ tàng hình. Vô địch. Quay lại. Đừng nóng vội, từng bước từng bước đến, bản kế hoạch từ từ khai phá cho các ngươi. Hệ thống. Ký chủ, làm tin bên trên trò chơi phát triển chuyên gia nói treo ngoài sẽ phá hư trò chơi hoàn cảnh, ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Vương Thiên. Thôi đi, là bọn họ hiểu trò chơi hay là tôi hiểu trò chơi? Chương 1. Thượng cổ chiến trường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Người chơi buông xuống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Phân tâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Tiểu thằng xui xẻo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Dết gà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Tạo hóa đạo trải qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Âu Hoàng cùng phi tù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Ngoại quải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Ma mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Mồi câu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét